này chính là em cá hồi mà to bằng nắm đấm các thứ đây này. Đấy, xong bọn mình gọi thêm cả cơm lươn nữa với cả mì udon. Thì theo mình nghĩ là có thể sẽ xếp hàng đông ấy, nhưng mà hôm nay đến trời mưa nên là trời chắc là không ai đến xếp hàng ấy. Với cả bọn mình nghĩ là gọi đồ ăn ấy sẽ lâu lắm, nhưng mà vừa gọi xong nhá, khoảng 5 phút sau đã ra một bàn đồ ăn như này luôn rồi này. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người món một nhá. Rồi thì mình sẽ chén thử với em này trước nhá. Kiểu mọi người thấy nó to dã man luôn này, chắc kiểu bằng nắm đấm mình không, nó đại khái như thế. Và đây là cái miếng cá hồi đây, nó sẽ to như này đó. Miếng cơm thì nó cũng bé thôi, nhưng mà cái miếng cá hồi nhìn mình nghĩ thử xem mà ăn hết cả cái miếng này vào mồm có được không nhá. Với những bạn nào ấy mà muốn ăn thích ăn đồ ăn giống nhất, đặc biệt là cá hồi ấy, không thể không đến đây. Cá nhá, thịt ngọt này, xong rồi nó kiểu mềm mềm giống như thạch ấy, ngon dã man luôn đây này. Đấy, kiểu ấy thịt nó như thạch luôn ấy, ăn nó thạch luôn. Mọi người đừng sợ vì ăn nó ngon lắm, nó có một lớp nước tương ở dưới nữa. Bây giờ mình sẽ chọn hết nốt cái miếng này vào mồm mình nhá, ăn nốt nhá. Nhưng mà nghĩ là đấy, ngon dã man luôn ấy. Cái này hồi trước mình ăn ở Đài Loan, mà mình đi Đài mình ăn rồi, mà mình nghiện ấy. Thế xong rồi cuối cùng là trời ơi, nó về Hàn Quốc kiểu sướng vô cùng luôn, nên là tôi đã quyết định cả đến đây để thử luôn. Mình nghĩ là ấy, cái miếng này mọi người phải cắn ra là ba ấy, hết hẳn cả miếng này là một, cả đôi là vẫn bị to lắm, giống như mình ấy ăn rồi mà không nhai được cả nghẹn luôn ấy. Bây giờ thì bọn mình sẽ thử qua cái bát cơm lươn này nhá. Khi này miếng lươn nó to dã man luôn ý, sẽ sắn từng miếng ra. Ngon quá, mùi thơm luôn, cực cực luôn ý. Ăn thử. Bây giờ mình ăn thử miếng lươn trước. Dầu này, nhưng mà ăn ngọt ít thơm được, quẩy tiếp quẩy tiếp. Đây một miếng cơm này, một miếng lươn này siêu to luôn. Đây là cái gì mà không biết nữa, giống như củ cải ấy, cải kho ấy. Bảo phần cơm này thì như là được dưới thêm cả một chút nước, được cái nướng lươn nữa, cái nước sốt nướng ấy, hay là khá là ngon. Nhưng mà theo đối mình ấy thì nó hơi ngọt một chút, nhưng mà rất là dễ ăn vừa. Giờ thì mình sẽ thử sang cái bát mì udon này. Chị nhá, ở trong này thì có hai con tôm này, một con
tôm nhỏ cân được ba con tôm hạt ngon luôn ý, với cả có một cái thứ để mình trộn lên. Ui có một quả trứng nữa đây, có một quả trứng nữa. Một bát udon này hình như là 6.000 won thì phải. Kiểu như là bọn mình sợ là ăn mấy cái thứ này không có nước ấy, nên là bọn mình gọi thêm một bát udon nữa để mình thử thêm cái nước này nhá. Cái thước nước bình thường ấy, bình thường udon thì mình thấy là người ta hay dùng vào cái nước miso ấy, nhưng mà ở đây thì mình ngửi mình thấy thì cảm nhận thấy là nhiều vị hải sản thôi mà nó ngọt hơn nữa, khá là ngon. Nó ngọt hơn cái còn vị hải sản và vị rau củ ấy. Cả thịt thế này. Vị kiểu thanh mát ấy, nó đâu vị ngọt của tôm, mình cảm nhận là vị ngọt kiểu là ngọt của rau củ với cả tôm, chứ không phải là ngọt kiểu ngọt cho hương liệu các thứ ấy. Nói chung là mình thấy khá ok. Sau khi mà mọi người ăn hai cái cơm kiểu như này ấy, nó bị khô quá thì mọi người gọi thêm bát udon này nữa. Mấy cả ở cửa hàng ấy nó cũng có cái bát cái nước này này, cái nước dùng này này đấy. Cái bát nước dùng này thì đúng là giống cái bát nước dùng miso ấy. Thì ở đây nhá, có một bạn nhân viên người Việt ấy, thế là bạn ấy thấy bọn mình quay sao, xong bạn ấy cứ cười, xong rồi bạn ấy ra bạn nói chuyện với tiếng Việt bọn mình, bạn ấy bảo là ở đây có cái nước sốt này, nước cái nước dùng này ngon nữa, thì mọi người uống thử nhá. À mọi người ăn thử cái nước này xem. Mùi hơi nồng quá hay sao ấy, nói chung là theo cái những cái vị nước sốt miso mình hay ăn trước đây ấy, thì mình thấy cái này hơi nồng một chút, nhưng mà có thể là ăn cái này xong rồi ăn kèm với cơm nên nó sẽ áp được cái mùi ngọt của cơm đi, cũng thấy ok. Cái cơm lươn á, nói chung là mình sẽ giới thiệu cho mọi người ba cái món mà mọi người nên ăn, đó chính là cái cá hồi mà to bằng nắm tay này, cơm lươn này với cả udon nữa, thì mình đang nghĩ đây là một set hợp lý. Chén tiếp thôi. Rồi ạ, đang ăn không còn, mình ăn xong rồi, đang định ngồi lại ở quán một lúc để quay linh tinh ấy, thì đến giờ break time của quán, đây là bọn mình đi ra ngoài này để quay nốt cái đoạn kết này. Thì nhá, nếu mà mọi người check in ảnh trên Instagram các thứ, SNS các thứ ấy, thì mọi người sẽ được nhận quà như này nữa. Em ơi, đúng là số mình đi đâu hưởng cũng được nhận quà ấy. Với cả là lúc đấy mình chưa quay cái đoạn đầu ấy cho mọi người, thì mọi người xem này nhá. Nếu mà mọi người đến đây ý, thì mọi người sẽ lấy số ở đây này, xong rồi đợi người ta gọi số, hiện số ở đây thì mọi người sẽ đi vào và đưa cái phiếu cho người ta xếp bàn cho mình. Đó. Thì đây chính là, mình thấy cái này quá tiện lợi luôn ý, đỡ khỏi phải xếp hàng đợi. Lúc đấy trời mưa thì bọn mình sẽ đi thẳng vào luôn, không cho nó mà nhiều. Nếu mà mọi người đến Hàn ý, thì đây là con phố Cang Nam nhá, thì hơi bị ngon luôn. Không thể không đến đây để đối với bạn là thích ăn cá hồi các thứ sống ý. Quá diện. Bây giờ bọn mình sẽ đi đến một quán khác và hẹn mọi người ở vlog lần sau nhé. Bye bye. À đúng rồi, nhớ like này, share này và subscribe kênh YouTube của mình nhé. Bye bye.